Họ không quan tâm gì đến luật dòng, không nhiệt thành lo cho người ta tuân giữ luật dòng, vì bản thân họ cũng không khá hơn. Họ miễn trừ cho mình nhiều gánh nặng đức khó nghèo, và bắt các anh em trung thành phải mang lấy cái ách của lề luật. Nếu cần, họ cũng sửa phạt nơi anh em những lỗi mà bản thân họ không phạm. Họ làm như thế vì viên ngọc công chính không sáng tỏ nơi họ, mà chỉ có sự bất chính. Sự bất chính này khiến họ dành sự nghiêm khắc và thù ghét đối với những anh em đáng lẽ phải được họ quý mến và ưu đãi, trong khi họ lại dành mối thịnh tình và nhiều ân huệ cho những chân tay của ma quỷ như họ. Họ tạo cho những bộ hạ này nhiều chức vụ trong cộng đoàn. Họ sống như những người mù. Họ giám quản cộng đoàn và phân công cùng trao chức vụ cách thênh lệch và tùy tiện. Nếu họ không sửa mình, sự mù quáng của họ sẽ dẫn họ đến chốn tối tăm, đến án phạt muôn đời, và họ sẽ phải trả lẽ cha, vị thẩm phán tối cao, về những linh hồn của các kẻ dưới quyền họ. Họ sẽ không thể bào chữa cho mình được, và như vậy họ sẽ phải nhận lấy một bản án xứng đáng. Câu 126. Về tội tà dâm nơi những thừa tác viên sống. Con rất yêu dấu của cha. Cha đã nói sơ qua với con về những kẻ một cách khốn nạn đang ở trong nhiều dòng tu dưới cái áo của những con chiên hiền lành, nhưng chúng thật sự là những con sói. Nay cha trở lại vấn đề những giáo sĩ và những thừa tác viên của hội thánh để than khóc với con về tội lỗi của họ. Những tội lỗi xuất phát từ ba nết xấu cột trụ mà đã có lần cha than thở với con, đó là tội dâm ô, sự kiêu căng và tính tham lam, đến bán cả ân sủng của Chúa Thánh Thần. Như cha đã nói với con, ba nết xấu này phối hiệp với nhau và có chung một nguồn gốc là tính tự ái. Bao lâu ba cái cột trụ này còn đứng vững, chưa bị lật đổ bởi sức mạnh của lòng mến yêu nhân đức, thì chúng còn sức cầm giữ linh hồn con người nằm yên trong các nết xấu. Thật vậy, tất cả các tật xấu đều phát sinh từ tính tự ái, mà con đầu lòng của nó là sự kiêu ngạo. Con người kiêu ngạo thì mất hết tình thương của đức ái. Từ sự kiêu ngạo, người ta tiến tới dâm ô và tham lam. Và cứ thế, ba nết xấu này nô lệ cho nhau bằng xiềng xích ma quỷ. Con rất yêu dấu của cha, con hãy xem chúng làm ô uế thân xác lẫn trí tuệ của họ bằng sự kiêu căng và tội dâm ô như thế nào. Cha đã nói với con về điều này rồi, nhưng cha muốn nói thêm để con hiểu rõ hơn về lòng thương xót của cha và để con thêm lòng cảm thương những người bất trung đó. Một vài kẻ trong họ đã trở thành những quỷ dữ. Họ bị chi phối bởi mối tình đối với một vài tạo vật đến độ họ trở thành điên khùng. Không những họ không còn chút kính trọng nào đối với bí tích cực thánh của cha, không còn tôn trọng tước vị mà lòng nhân hậu của cha đã đưa họ lên. Tức giận vì không đạt được những thèm muốn tội lỗi, họ đã chạy đến những phù phép của ma quỷ để thỏa mãn những tư tưởng dâm ô, để thực hiện những ước mơ tội lỗi. Họ đã dùng đến thứ bùa ngải, dùng cả bí tích thánh đã lập ra làm lương thực cho linh hồn các con để chế ra phù phép hầu thỏa mãn những ý muốn dâm ô của họ. Những con chiên đáng thương hại mà lẽ ra họ phải nuôi dưỡng thì xác hồn đã bị chúng hành hạ bằng những hành vi đê hèn đó và bằng nhiều phương cách khác nữa mà cha tha cho con khỏi nghe để con không quá khổ tâm. Con đã nhìn thấy những con chiên đáng thương đó, chúng như điên dại và mất trí vì cảm thấy ý chí của mình bị những con quỷ nhập đó cưỡng bức, đè ép làm những điều kinh tởm mình không muốn. Sự cưỡng lại đã khiến thân thể chúng phải chịu câu xé gây sợ.
đâu là duyên do những khốn khổ này? Đó là đời sống dâm ô khốn nạn của những kẻ bất trung. Còn nhiều tai họa khác nữa cha có thể nói với con, nhưng nhắc lại làm gì? Con đã biết nguyên nhân rồi, đó là đời sống dâm ô và tội lỗi. Con rất yêu dấu của cha. Xác thịt con người đã được cha nâng cao trên các phẩm thiên thần. Khi bản tính loài người được kết hợp với bản tính thần linh của cha, nay thân xác đó bị những kẻ vô phúc bắt làm tôi mọi cái những điều bất kính như thế đó. Ôi, những con người đáng kinh tởm và khốn nạn, họ không phải là người nữa mà là thú vật. Xác thịt này cha đã thánh hiến bằng dấu thánh, này các ngươi trao cho địa điếm, còn xấu xa hơn thế nữa. Xác thịt này của các ngươi cũng như của cả loài người, mà cha đã dùng cái chết đau đớn và nhục nhã của con cha để chữa cho lành khỏi vết thương tội Adam. Ôi những kẻ bất trung khốn nạn, con cha đã ban vinh dự cho các ngươi, còn các ngươi thì mang lại sỉ nhục cho Ngài. Ngài đã chữa lành các thương tích của các ngươi bằng máu của Ngài. Hơn thế nữa, Ngài đã đặt các ngươi làm thừa tác viên của máu thánh Ngài, còn các ngươi lại sỉ nhục Ngài qua những hành vi dâm ô đáng xấu hổ. Đấng chăn chiên nhân lành đã tắm rửa các chiên của Ngài trong máu của mình, còn các ngươi lại làm nhơ nhuốc những con chiên trong sạch. Các ngươi đã làm hết cách để đẩy chúng vào chỗ dâm ô. Các ngươi lẽ ra phải là tấm gương của sự khiết tịnh, nhưng lại là mẫu mực của sự trụy lạc. Các ngươi đã dùng tất cả các phần thân thể các ngươi để phạm tội, và mọi hành vi các ngươi đều đi ngược với điều mà Đấng chân lý đã làm. Cha đã để cho con mắt con cha phải bịt lại, hầu để mắt các ngươi có ánh sáng. Nhưng cặp mắt lẳng lơ dâm dật của các ngươi đã phóng ra những mũi tên tẩm thuốc độc, giết hại linh hồn các ngươi, giết cả linh hồn lẫn trái tim của những người mà mắt các ngươi cấp nhìn vào một cách thèm thuồng tội lỗi. Cha phải đau khổ để con cha uống giấm chua mật đắng, còn các ngươi ham ăn như thú vật no say những đồ ăn mỹ vị. Các ngươi lấy cái bụng làm chúa để thờ, cái phải hổ thẹn làm vinh dự. Lưỡi các ngươi đầy những lời nhẹ dạ và thô tục, đáng lẽ các ngươi phải dùng cái lưỡi để sửa dạy tha nhân, loan báo lời của cha, đọc về kinh phụng vụ. Nhưng cha chỉ thấy một sự hư đốn, nào là chửi thề, nói dối, nói gian, ấy là chưa kể đến tội xúc phạm danh thánh cha như những kẻ ngoại đạo. Cha đã chịu để cho người ta trói tay con cha, hầu giải thoát các ngươi và loài người khỏi xiềng xích ma quỷ. Hai tay của các ngươi đã được sức dầu, đã được thánh hiến để phân phát bí tích rất thánh, vậy mà các ngươi đã dùng hai bàn tay để làm những điều ô uế. Tất cả mọi công việc của tay các ngươi đều hư hỏng và làm tôi ma quỷ. Ôi những kẻ khốn nạn, cha đã nâng các ngươi lên địa vị cao trọng như thế để các ngươi phụng sự cha và phục vụ các tạo vật có lý trí như vậy sao? Cha đã muốn hai chân của con cha bị đâm thủng để các ngươi có thể dùng thân thể Ngài làm kiết thang mà leo lên. Cha muốn cảnh sườn Ngài mở ra để các ngươi nhìn thấy bí nhiệm của trái tim Ngài. Cha đã biến Ngài thành nơi trú ẩn luôn mở rộng để các ngươi có thể hiểu biết và hưởng nếm tình thương khôn tả mà cha dành cho loài người khi bản tính thần linh của cha kết hợp với bản tính loài người. Trái tim Ngài sẽ dạy cho các ngươi biết rằng máu Ngài mà các ngươi là nhân thừa tác viên đã đổ ra là để tẩy rửa tội lỗi các ngươi, còn các ngươi thì làm cho trái tim của các ngươi thành đền thờ của ma quỷ. Tâm tình của các ngươi được tượng trưng bằng hai bàn chân đã chỉ mang lại cho cha những điều xấu hổ và nhục nhã. Tâm tình của các ngươi sẽ dẫn đưa linh hồn các ngươi vào hang ổ của ma quỷ. Như vậy các ngươi dùng toàn thân xác của mình để hành hạ thân thể con cha.
các hành vi của các ngươi luôn phản lại các hành vi của con cha. Các ngươi luôn làm trái với những gì mà các ngươi và mọi tạo vật đáng lý phải làm. Tất cả mọi cơ quan nơi thân xác các ngươi đã trở thành những dụng cụ của tội lỗi. Bởi vì ba tài năng của linh hồn các ngươi lẽ ra phải hiệp nhất, nhân danh cha, thì lại liên kết với nhau nhân danh ma quỷ. Trí nhớ của các ngươi đáng lẽ phải chất chứa những tưởng niệm hồng ân cha ban cho các ngươi, vậy mà nó lại đầy những hình ảnh dâm ô và trăm ngàn thứ đê hèn khác. Con mắt trí tuệ các ngươi lẽ ra phải nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh trong ánh sáng đức tin, vì các ngươi đã được đặt làm những thừa tác viên của Ngài. Nhưng do cuộc sống phù phiếm, cặp mắt đó chỉ chú ý đến những thú vui, danh vọng và của cải thế gian. Ý muốn của các ngươi lẽ ra chỉ gắn bó với cha và yêu mến cha. Thế nhưng một cách hèn hạ, các ngươi chỉ yêu các tạo vật và dung dưỡng xác thịt. Thậm chí các ngươi còn yêu quý những súc vật các ngươi nuôi hơn cha. Chứng cớ là các ngươi giận dữ cha khi cha cất đi một vật gì các ngươi yêu chuộng, và các ngươi bực tức với tha nhân khi người ta gây thiệt hại thứ gì cho các ngươi. Khi đó các ngươi ghét người ta, làm khổ người ta. Các ngươi bỏ mất đức ái đối với cha và đối với tha nhân. Ôi những kẻ khốn nạn, các ngươi đã được trao cho việc phục dịch lửa thánh là đức ái thần linh của cha, vậy mà các ngươi đã làm tắt ngọn lửa đó vì buông theo thú vui của một tâm tình thác loạn. Các ngươi không thể chịu đựng được một sự thiệt thòi nhỏ mọn nào vì đức ái cho tha nhân gây nên cho các ngươi. Con rất yêu dấu của cha. Đó là một trong ba cột trụ của tội lỗi mà cha đã nói với con. Câu 127. Các thừa tác viên xấu bị thống trị bởi lòng ham mê tiền của. Họ cho vay ăn lãi, nhất là mua bán các chức tước và bổng lộc. Những tai hại do nết xấu này gây nên cho hội thánh. Bây giờ cha nói về nết xấu cột trụ thứ hai, đó là lòng ham mê tiền của. Những gì con cha ban tặng thì đã ban cách rất quảng đại trên thập giá, còn Ngài chỉ được đáp lại một cách nhỏ giọt. Con hãy nhìn xem Ngài bị treo trên thập tự, thân thể bị đâm nát, máu chảy lai láng từ cây gỗ xuống khắp thân thể của Ngài. Ngài không chuộc tội loài người bằng giá vàng bạc, nhưng bằng máu và bằng tình thương của Ngài. Ngài đã không chỉ cứu chuộc một nửa nhân loại, nhưng là cả thế giới, tất cả mọi người trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Máu này đã được ban cho các con, đồng thời lửa cũng đã được phân phát cho các con, chính bởi lửa tình yêu mà máu đã đổ ra vì các con. Máu cùng lửa đã được ban cho các con cùng với bản tính thần linh của cha, luôn hiệp nhất chặt chẽ với bản tính phàm nhân. Chính trong máu thánh này, hiệp nhất với thần tính của cha và do lòng quảng đại của tình thương của cha, mà các ngươi được cha đặt làm thừa tác viên. Hỡi những kẻ bất trung, thế nhưng sự đam mê đã làm các ngươi trở thành hà tiện trong việc phân phát những gì con cha đã tạo được trên thập giá. Các ngươi được Ngài đặt làm thừa tác viên do một hồng ân của Ngài, vậy mà bây giờ các ngươi bán ân sủng của Chúa Thánh Thần cho các linh hồn mà Chúa Kitô đã cứu chuộc bằng tình thương cao quý dường ấy. Những gì các ngươi đã nhận được cách nhân không này, các ngươi lại muốn người ta phải trả lại bằng tiền bạc khi người ta đến xin các ngươi. Tính ham mê của cải làm cho các ngươi không còn muốn nuôi mình bằng ơn cứu độ các linh hồn và vinh quang của cha nữa, nhưng chỉ muốn làm nô lệ cho tiền bạc. Đức ái của các ngươi đã trở nên rất hẹp hòi trong việc phân phát những gì các ngươi đã lãnh nhận một cách rộng rãi. Cho nên rõ ràng cha không còn ở trong các ngươi bằng ân sủng,
và tha nhân không ở trong các ngươi bằng tình thương. Những của cải trần gian Ngài ban tặng cho các ngươi, vì máu thánh này các ngươi nhận được cách quảng đại. Nhưng hỡi những kẻ keo kiệt đáng trách, các ngươi chỉ dùng để phục vụ mình chứ không cho ai khác. Hỡi những tên trộm đáng án phạt đời đời, các ngươi ăn cướp tiền bạc của người nghèo và hội thánh để tiêu pha vào việc riêng cho mình. Các ngươi phung phí tiền bạc đó với những phụ nữ và những người mất nết. Các ngươi làm giàu cho bà con họ hàng với tiền bạc của hội thánh. Các ngươi dùng vào việc tìm kiếm những lạc thú cho mình và nuôi dưỡng những đứa con đẻ hoang. Ôi những kẻ bất trung, còn đâu những con cái của nhân đức và thánh thiện mà các ngươi lẽ ra phải có? Còn đâu đức ái nồng nhiệt mà các ngươi đáng lẽ phải gieo vải? Còn đâu lòng nhiệt thành đối với triều đại của cha và ơn cứu độ các linh hồn? Còn đâu nỗi đau đớn khổ tâm mà lẽ ra các ngươi phải cảm nhận khi chó sói địa ngục cướp đi những con chiên của các ngươi? Không còn gì hết. Trong trái tim hẹp hòi của các ngươi không còn chỗ cho cha và cho tha nhân. Các ngươi chỉ biết yêu bản thân mình. Các ngươi chỉ có thứ tình yêu ích kỷ và nhục dục. Thứ tình yêu làm thuốc độc cho các ngươi và cho nhiều người khác. Chính các ngươi là những con chó sói địa ngục. Chính tình yêu hỗn loạn của các ngươi cắn xé các chiên của các ngươi. Tính tham lam của các ngươi cũng chỉ thèm muốn cái mồi ngon đó. Có lạ chi nếu ma quỷ vô hình cướp lấy các linh hồn, trong khi các ngươi là những chó sói hữu hình xô chúng xuống hỏa ngục. Tài sản của giáo hội được các ngươi dùng để mặc cho đẹp, ăn cho béo, cùng với những tên quỷ khác bạn bè của các ngươi, cũng như được dùng vào việc chăm sóc những con ngựa khôn của các ngươi. Những con vật này các ngươi chăn nuôi chỉ để làm cảnh cho vui, chứ không vì một nhu cầu nào khác. Lẽ ra các ngươi giới hạn vào những gì là cần thiết. Những người đời tìm kiếm những thú vui này còn chấp nhận được, nhưng các ngươi thì phải tìm kiếm thú vui trong việc trợ cấp cho người nghèo, thăm viếng bệnh nhân, đáp ứng những nhu cầu vật chất và tinh thần cho đoàn chiên. Cha đã đặt các ngươi làm thừa tác viên, đã ban cho các ngươi chức vị cao trọng là để lo ơn cứu độ cho các linh hồn, và chỉ lo một việc ấy mà thôi. Nhưng từ khi các ngươi trở nên giống như thú vật, các ngươi ưa thích sống giữa súc vật, các ngươi mù quáng quá đỗi. Nếu các ngươi nhìn thấy những hình khổ đang chờ các ngươi, nếu các ngươi chịu thay đổi lối sống, các ngươi sẽ không hành động như hiện nay. Các ngươi sẽ đau đớn về quãng đời quá khứ, và ngay từ bây giờ các ngươi bắt đầu sống tốt lành hơn. Con rất yêu dấu của cha, con thấy chưa? Cha có lý để phàn nàn về những kẻ bất trung này. Cha đã vô cùng quảng đại đối với họ, vậy mà họ vô ơn bạc nghĩa với cha đến chừng nào? Cha phải nói gì hơn nữa? Như cha đã nói với con, họ còn là những kẻ cho vay ăn lãi. Họ không treo bảng như những kẻ cho vay ăn lãi công khai, nhưng họ không thiếu gì phương cách tinh vi để bán thời gian cho tha nhân chỉ vì tham lam vô độ. Đó là cách làm ăn buôn bán mà cha đã nghiêm cấm. Nếu người ta biếu họ một món quà dù rất bé mọn, và họ nhận lấy như một việc làm ơn cho vay tiền, thì đấy cũng là một cách cho vay ăn lãi vậy. Tất cả những gì họ nhận để trả nợ thời gian cho vay đều là cho vay ăn lãi. Cha đã đặt họ lên để họ cấm người đời không được cho vay lãi, thế mà chính họ lại làm việc này. Chưa hết, nếu có ai đến xin họ một lời khuyên về vấn đề này, thì họ chỉ cho những lời khuyên mơ hồ, như bị che phủ bởi lòng tham của linh hồn. Vì họ cũng có nét xấu này nên đã mất ánh sáng của lý trí về điểm ấy. Do đấy mà sinh ra vô vàn điều xấu bởi tính hẹp hòi, tham lam và hà tiện của họ. Cho nên phải áp dụng cho họ lời mà ngôi lời đã nói khi thấy kẻ buôn người bán trong đền thờ.
nhà của cha ta là nhà cầu nguyện, mà các ngươi làm thành hang trộm cướp. Ngài la rầy chúng và chấp những dây thừng, làm cái roi để xua đuổi chúng ra khỏi đền thờ. Con diệu hiền của cha, con thấy đó, giáo hội của cha là nơi cầu nguyện, nhưng đã bị những linh mục bất hảo biến thành hang trộm cướp. Họ mua bán, trao đổi ân sủng của Chúa Thánh Thần như một thứ hàng hóa. Chỉ cần mở mắt ra là thấy. Họ ao ước có chức tước và nhiều bổng lộc trong giáo hội. Họ khởi sự bằng cách lấy lòng các vị trong giáo triều với những món quà tặng, tiền bạc hay hiện vật. Từ đấy, những vị này không còn xét đến kẻ xin đó tốt hay xấu. Các vị cũng tỏ ra hài lòng và vui vẻ với món quà tặng ấy. Cho nên, khốn nạn thay, các vị tìm cách đưa vào vườn hội thánh những loại cây độc hại, báo cáo tốt về họ với Đức Kitô trên trần gian. Như vậy, từ cả hai phía, họ đã âm mưu với nhau để nói dối và lừa dối vị đại diện Chúa Kitô, mà lẽ ra họ phải đến với Ngài trong sự ngay thẳng và chân thành. Nếu vị đại diện của con cha nhận ra sự lừa dối, Ngài có bổn phận trừng phạt những kẻ gian tham này. Ngài phải cất chức các kẻ ấy nếu người đó không sửa mình. Còn các kẻ mua chức tước bằng của hối lộ, Ngài phải trừng phạt nặng hơn như bỏ tù. Đó là một cách sửa phạt bổ ích cho họ và làm gương cho nhiều người khác để tránh thứ tội buông thần bán thánh này. Nếu vị đại diện Chúa Kitô hành động như thế, Ngài sẽ làm tròn bổn phận. Còn nếu như Ngài không làm, Ngài cũng sẽ bị trừng phạt khi ra trước mặt cha để trả lẽ về đoàn chiên của mình. Nhưng con ơi, ngày nay không còn thấy sự trừng trị như thế đâu. Cho nên hội thánh của cha đi tới tình trạng đầy tội ác và điêu tàn. Để nâng ai đó lên một chức tước trong giáo hội, người ta không điều tra về đời sống của các tiến chức nữa. Người ta không quan tâm những người đó tốt hay xấu. Và nếu người ta có điều tra, thì lại chỉ hỏi những kẻ đồng lõa tội lỗi với đương sự, những kẻ sẵn sàng làm chứng tốt cho họ, vì cũng giống như họ. Người ta chỉ chú tâm đến gia thế, sự giàu sang, cách ăn nói lịch lãm lời khẩu trước công chúng, có khi trước cả hội nghị giáo triều. Tệ hại nữa là người ta khen kẻ đó là người đẹp trai lịch thiệp. Quá là những lời lẽ của ma quỷ. Lẽ ra người ta phải tìm kiếm vẻ đẹp của nhân đức, thì đây người ta lại chỉ nhìn vào cái đẹp của thân xác. Những người đáng lý phải được ưu tiên lựa chọn là những người khiêm tốn, những người ẩn dật và vì khiêm nhường nên trốn tránh các chức tước. Thế nhưng người ta lại ưa chọn những kẻ kiêu căng, vận động để được tiến cử. Người ta đề cao sự thông thái. Sự thông thái tự nó đáng quý trọng và rất tốt. Nếu người thông thái sống tốt lành thánh thiện và khiêm nhường chân thành. Còn như nơi một người kiêu căng, xấu nết và phóng đãng, sự thông thái sẽ là một nguy hại. Những kẻ thông thái như thế không hiểu ý nghĩa của thánh kinh, mà chỉ hiểu chữ đen mà thôi. Tâm trí họ ở trong tối tăm, vì họ đã mất ánh sáng của lý trí, và mắt trí tuệ của họ bị lu mờ, như cha đã nói với con. Thánh kinh chỉ được am hiểu và trình bày đúng nhờ ánh sáng của lý trí, được soi sáng thêm bởi những luồng sáng siêu nhiên. Con thấy đó, sự thông thái tự nó là một ơn quý báu và tốt lành, nhưng nó trở nên nguy hiểm do cách sử dụng không đúng đắn của kẻ có ơn này. Và nếu họ không sửa mình cho ngay thẳng, nhiều người sẽ là nạn nhân của lửa thông thái thiêu hủy. Như vậy, phải xét đến đời sống tốt lành và thánh thiện, và coi nó trọng hơn sự thông thái của một kẻ kiêu căng. Nhưng người ta đã làm ngược lại. Những người hiền lành và thánh thiện mà không có sự thông thái uyên thâm thì bị coi là những người khờ dại. Người ta khinh rẻ họ. Cũng thế, những người nghèo không có gì để làm quà tặng cũng bị người ta loại bỏ. Bởi vậy, nhà của cha đáng lý
phải là nhà cầu nguyện, nơi sáng rực viên ngọc của đức công chính cùng với ánh sáng của sự thông thái, kết hợp với một đời sống thánh thiện, nơi người ta hít thở hương thơm của chân lý, thì nhà của cha lại biến thành hang ổ gian dối. Lẽ ra các kẻ ở trong đó phải giữ đức khó nghèo tự nguyện, phải nhiệt tâm lo săn sóc các linh hồn, gỡ chúng ra khỏi tay ma quỷ. Thế nhưng họ lại chỉ lo nghĩ đến của cải vật chất. Vì quá lo toan của cải thế gian nên họ không quan tâm gì đến của cải tinh thần. Chơi bời, cười giỡn, làm giàu, đó là tất cả lo nghĩ của đời họ. Những kẻ bất trung ấy không biết đó là cách chắc chắn nhất làm tiêu tan sự nghiệp của mình. Nếu họ giàu về nhân đức, nếu họ chăm lo của cải thiêng liêng theo bổn phận của họ, thì của cải trần gian sẽ đến với họ cách dồi dào, và những cuộc nổi loạn sẽ không xảy ra trong hội thánh hiền thê của cha. Vậy họ hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Bổn phận của họ là theo và chu toàn giáo lý của đấng chân lý và thực thi thánh ý cha nơi bản thân họ, bằng cách hết mình lo sứ vụ mà cha đã trao cho. Nhưng ngược lại, họ lo chôn cất những của cải vật chất, những vật phù vân chống qua. Như vậy là họ giành lấy công việc của người đời. Đó là tội xúc phạm đến cha và là điều làm hại cho giáo hội. Vậy họ hãy để các việc đời cho người đời lo, hãy để kẻ chết chung kẻ chết, hãy để việc thế gian cho kẻ thuộc về thế gian. Tại sao cha nói với con hãy để kẻ chết chung kẻ chết? Lời này có hai nghĩa. Kẻ chết là những người lo toan các sự việc thế gian với một sự yêu chuộng vô độ, với một sự lo nghĩ hết cỡ khiến họ dễ sa vào vòng tội lỗi. Kẻ chết cũng có thể hiểu là những người lo lắng của cải thế gian, tức những sự vật thuộc thân xác, mà thân xác tự nó là một vật chết. Thân xác không có sự sống, nó sống được là nhờ linh hồn. Nó tham dự vào sự sống của linh hồn, bao lâu linh hồn ở trong đó, khi linh hồn ra khỏi thì nó hết sống. Vậy các thừa tác viên của cha, những người được gọi sống như các thiên thần, phải bỏ lại những sự vật chết cho kẻ chết để chuyên lo dìu dắt các linh hồn là những thực tại sống động không bao giờ chết. Họ hãy săn sóc các linh hồn, hãy ban phát cho chúng các bí tích, các hồng ân và các ân sủng của Chúa Thánh Thần. Họ hãy nuôi dưỡng các linh hồn bằng của ăn thiêng liêng, bằng gương sáng của đời sống tốt lành và thánh thiện. Được như thế, nhà của cha sẽ là nhà cầu nguyện, dồi dào ân sủng và phong phú nhân đức. Nhưng đó không phải là điều họ làm. Cách sống của họ khác hẳn, cho nên có thể nói nhà của cha đã trở thành hang trộm cướp. Họ đã trở thành những con buôn. Họ buôn bán, và tính tham lam của họ là luật lệ cho mọi toan tính của họ. Họ đã biến nhà cha thành một chuồng thú vật, bởi vì họ sống vô luân như những thú vật. Thật vậy, họ biến nhà của cha thành một chuồng ngựa, nơi họ sống trong bùn nhơ nết xấu. Họ để những đàn bà tư hôn ở trong nhà của cha như chồng đặt vợ trong nhà mình. Con thấy chưa, sự hỗn loạn này lớn hơn tất cả mọi tồi tệ. Cha đã nói với con, đấy cũng là kết quả của hai tính xấu hàng đầu, đó là dâm ô và tham lam của cải. Câu 128. Những thừa tác viên xấu bị thống trị bởi tính kiêu ngạo, khiến họ mất hẳn ý thức về chân lý. Trong sự mù quáng này,
họ đi tới chỗ giả đò truyền phép mà thật sự không truyền phép trong thánh lễ. Bây giờ cha muốn nói với con về cục trụ thứ ba là tính kiêu ngạo. Cha đặt nó ở chỗ thứ ba, tuy vậy nó vẫn là đầu các nết xấu, bởi vì tất cả các nết xấu đều bắt nguồn từ tính kiêu ngạo, cũng như tất cả các nhân đức đều đặt nền và có sự sống nơi đức ái. Tính tự ái sinh ra và nuôi dưỡng sự kiêu ngạo, cũng như nó là căn bản của ba cục trụ và của tất cả mọi tội lỗi người ta phạm. Ai yêu bản thân mình bằng một tình yêu vô trật tự là người không có đức ái, vì nó không yêu mến cha trên hết. Vì không yêu mến cha, nó xúc phạm đến cha, nó không tuân giữ giới răn buộc phải yêu mến cha trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Khi yêu mình bằng một tình yêu theo cảm giác, những kẻ bất trung này không thể yêu mến cha và phụng sự cha. Họ yêu mến thế gian và phục vụ nó bằng một tình yêu duy cảm. Kẻ đó chê ghét cha, cũng như ai yêu mến cha thật lòng thì chê ghét sự giả dối của thế gian. Vì thế đấng chân lý của cha đã nói: không ai có thể phục vụ hai chúa đối nghịch nhau, vì làm tôi chủ này sẽ mất lòng chủ kia. Vậy như con đã biết, tính tự ái làm cho linh hồn mất đức ái của cha để mặc lấy nết xấu kiêu ngạo, bởi vì tính tự ái là nguồn gốc sinh ra mọi tội lỗi. Tất cả mọi thụ tạo có lý trí đã làm cho cha buồn lòng vì sự tự ái của chúng. Cha phải than thở vì chúng, nhất là các kẻ đã được cha đặt làm thừa tác viên của cha. Họ phải sống khiêm nhường. Thật thế, tất cả mọi người phải có đức khiêm nhường, vì đức này nuôi dưỡng đức ái. Nhưng đặc biệt, các kẻ được chọn để phục vụ con chiên khiêm nhường không tỳ ố, con một cha, họ và tất cả mọi người đã không hổ thẹn vì đưa mình lên, khi thấy cha hạ mình xuống làm người phàm để kết hợp ngôi lời của cha với xác thịt phải hư nát. Chúng thấy ngôi lời nhiệt tình vâng lời cha để chịu lấy cái chết nhục nhã trên thập giá. Ngài đã gục đầu xuống chào hỏi các con, trán Ngài chịu đội vòng gai, hai tay Ngài giang ra để ôm lấy các con, hai chân Ngài bị đinh thâu qua để ở lại với các con. Vậy mà những người khốn nạn này đã được đặt làm thừa tác viên của bấy nhiêu sự quảng đại và bấy nhiêu sự hạ mình. Lẽ ra các người phải ôm lấy thánh giá, nhưng các người đã bỏ trốn để đi ôm lấy những tạo vật tội lỗi ô uế. Đáng lẽ các người phải vững vàng không lay chuyển trong đấng chân lý của cha và trao cho Ngài trái tim và trí tuệ của các ngươi, nhưng các ngươi cứ vật vờ như chiếc lá bị gió thổi. Gió vận mây thổi lên niềm sung sướng vô độ cho các ngươi, còn gió nghịch vận thì làm các ngươi mất tự chủ và dễ cáu kỉnh. Cáu giận là cốt lõi của kiêu ngạo, cũng như nhẫn nại là cốt tủy của đức ái. Thế nên kẻ kiêu ngạo dễ nổi giận, cái gì cũng làm nó khổ tâm, cái gì cũng làm nó vấp phạm. Cha gớm ghét tính kiêu ngạo đến nỗi thoạt nghe biết những thiên thần muốn đưa mình lên, cha liền xô chúng xuống khỏi trời cao. Kẻ kiêu ngạo không được lên trời, nó phải tống xuống hỏa ngục. Bởi vậy, đấng chân lý của cha đã nói: ai đưa mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Nơi tất cả mọi người, dầu ở bậc nào, tính kiêu ngạo đều bị cha chúc giữ. Nhưng nhất là nơi những thừa tác viên của cha, như cha đã nói với con, bởi vì cha đã đặt họ trong tình trạng khiêm hạ để phục vụ con chiên khiêm nhường. Vậy mà hãy nhìn xem sự kiêu ngạo của họ. Làm sao vị linh mục bất trung kia không đỏ mặt xấu hổ khi thấy cha hạ mình trước mặt các con,
đến mức trao nộp ngôi lời con một cha để vâng lời cha. Ngôi lời đã hạ mình tới chết, kết ngục ngã trên thập giá. Ngài đã để đầu của Ngài bị câu xé bởi những gai nhọn. Còn kẻ khốn nạn kia lại kênh mặt chống lại cha và thù nghịch tha nhân. Thay vì là một con chiên khiêm nhường, nó đã là một con chiên đực, giơ cao cặp sừng kiêu căng và hút bất cứ ai lại gần nó. Ôi con người vô phúc, ngươi tưởng ngươi có thể thoát khỏi tay ta sao? Chức vụ ta trao cho ngươi đâu có phải để ngươi gây sự với ta với những cái sừng kiêu ngạo của ngươi. Ngươi làm khổ ta và làm nhục kẻ khác khi không có quyền và không lý do. Ngươi quay ra đã kích tha nhân. Phải chăng đó là lòng thương xót ngươi phải có để cử hành mầu nhiệm mình và máu Chúa Kitô con của ta? Ngươi đã trở thành một con thú dữ tợn và ngươi không còn kính sợ ta nữa. Ngươi cắn xé tha nhân, ngươi gây chia rẽ khắp nơi, ngươi chỉ quý trọng và ưu đãi những kẻ phục vụ ngươi, những kẻ tặng quà cáp, những kẻ ngươi ưa thích vì có đời sống giống như ngươi. Có lẽ ra ngươi sẽ sửa bảo chúng cho chúng sửa mình. Trái lại, ngươi làm gương xấu để chúng bắt chước ngươi, làm như ngươi và làm xấu hơn. Nếu ngươi tốt, ngươi đâu có hành động như thế. Nhưng vì ngươi xấu xa, ngươi không sửa lỗi kẻ khác, ngươi không còn nhạy cảm đối với lỗi lầm của tha nhân. Ngươi khinh rẻ những người khiêm tốn, ngươi trốn tránh những người nghèo khó mà nhân đức. Lẽ ra ngươi không được làm vậy. Ngươi trốn tránh họ vì sự hôi thối nết xấu ngươi không thể chịu nổi hương thơm nhân đức. Ngươi khó chịu khi thấy những người nghèo đến trước cửa nhà ngươi, và ngươi tránh không tới thăm họ trong cơn túng bấn. Ngươi nhìn thấy họ chết đói mà không động tình thương. Tại sao thế? Tại cái sừng kiêu ngạo mọc trên trán ngươi quá lớn. Những cái sừng này không muốn cúi xuống chịu làm một việc khiêm nhường. Và tại sao ngươi từ chối cúi xuống? Tại vì tính tự ái nuôi dưỡng sự kiêu ngạo, vì tính tự ái ngự trị trong ngươi. Đó là lý do tại sao ngươi không muốn nhìn đến những người nghèo khó, không muốn phân phát những trợ cấp phần xác và phần hồn cho họ, chỉ vì sự phục vụ này không mang lại lợi lộc gì cho ngươi. Ôi sự kiêu ngạo đáng nguyền rủa, vì nó xuất phát từ tính tự ái. Mì đã làm lu mờ trí tuệ của những kẻ khốn nạn kia. Họ tưởng họ yêu bản thân là một sự khôn ngoan. Họ độc ác với chính mình mà không hay biết. Họ mất đi những gì họ tưởng mình lạ làm ra. Họ nghĩ mình sung sướng vì có của cải và danh vọng. Họ mù quáng nên không biết mình nghèo nàn và hèn hạ. Họ không biết mình đã đánh mất sự giàu sang của nhân đức và đã nhào từ nơi cao ân sủng xuống đống bùn nhơ tội trọng. Họ tưởng nhìn thấy, nhưng thực sự họ đuôi mù, vì họ không tự biết mình và không nhận biết cha. Họ không biết sự thật về mình, không biết tước vị cao trọng cha đã nâng họ lên. Họ không hiểu sự mong manh và tính phù du của thế gian. Nếu họ biết, họ có còn coi thế gian là Đức Chúa họ thờ nữa chăng? Cái gì đã làm họ mất đi sự hiểu biết này? Đó là tính kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo đã làm họ trở nên giống ma quỷ, thay vì là những người được cha chọn làm thiên thần ở dưới đất này. Từ trời cao họ đã ngã xuống chốn tối tăm. Sự tối tăm này đã trở nên dày đặc, nhân lên với nhiều tội lỗi khác, mà đôi khi họ đi tới một tội vô cùng nặng nề. Cha muốn nói với con sau đây. Một số linh mục tội lỗi này đã bị ma quỷ làm cho đuôi mù, đến độ nhiều khi họ giả bộ đọc ngôn thức truyền phép thánh thể mà sự thật không đọc, vì sợ sự công thẳng của cha, phải để trút hết mọi kìm hãm và sợ hãi cho cuộc sống tội lỗi. Ban chiều họ ăn uống no say quá độ, rồi sáng hôm sau bước ra khỏi căn phòng giam ô, họ phải dâng thánh lễ cho dân chúng. Họ khựng lại vì nhớ đến tội mình vừa phạm trong đêm qua.
lương tâm bảo họ không nên và không được cử hành trong tình trạng đó. Họ cảm thấy sự công thẳng của cha không phải vì ghê ghét nết xấu, nhưng vì tự ái, vì yêu bản thân mình. Ôi, con rất yêu dấu của cha, con hãy nhìn xem những linh mục này mù quáng đến mức. Thay vì thật lòng thống hối ăn năn tội mình và quyết chí sửa mình, họ đã chọn một giải pháp là sẽ không truyền phép khi dâng lễ. Họ tối tâm đến gần nào, họ không biết tội ác họ sắp phạm còn nặng nề hơn tội đã phạm trong đêm qua. Họ sẽ dẫn dân chúng đến tội thờ ngẫu tượng, khi dương cao cho dân thờ một thứ bánh không thánh hiến, và coi đó như mình và máu Chúa Kitô con cha, là Thiên Chúa thật và là người thật. Tức bánh đã được truyền phép, còn đây chỉ là tấm bánh thường. Ôi kinh tổng thay, con thấy cha phải nhẫn nhục biết bao để chịu đựng họ. Nếu họ không sửa mình, tất cả các ân sủng của cha sẽ trở thành án diệt vong. Khi ấy dân chúng phải làm gì để tránh sự thờ ngẫu tưởng này? Họ phải cầu nguyện với điều kiện như sau: nếu vị linh mục này đã nói và đã làm tất cả những gì ông nói và làm, thì tôi tin thật đó là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, đã được ban cho tôi làm lương thực cho đức ái thần linh khôn tả, để tưởng niệm cuộc khổ nạn rất thánh của Chúa Kitô và hồng ân lớn lao của máu thánh đã đổ ra chỉ vì tình thương, để rửa sạch muôn vàn tội lỗi của tôi và của thế giới. Với lời cầu như thế, dân chúng sẽ không bị lừa dối bởi tội tày đình của mục tử bội phản kia, sẽ không mắc cái tội thờ lạy một tạo vật. Thực tế, tội lỗi ấy chỉ là của thừa tác viên bất kính ấy mà thôi. Tuy nhiên, giáo dân không vì thế mà đã không bị dẫn tới một hành vi bị cấm. Con rất dịu dàng của cha, ai đã ngăn cản trái đất không xẻ ra nuốt sống những con người bội phản này? Ai đã cầm giữ quyền phép của cha không phạt chúng cứng đờ ra như những cục muối trước mặt thiên hạ, cho chúng xấu hổ? Chỉ vì lòng thương xót của cha mà thôi, cha đã cầm mình lại. Lòng thương xót của cha đã cản ngăn đức công bình của cha. Cha chỉ muốn lấy lòng thương xót để thuyết phục họ, nhưng họ cứng lòng như ma quỷ. Họ không nhìn thấy lòng thương xót của cha. Họ coi tất cả những gì cha ban cho họ đều như cha mắc nợ họ và phải trả lại cho họ. Tội kiêu ngạo đã làm họ mù quáng tới mức đó. Họ không biết họ không có quyền lợi nào cả, mọi sự đều do ân huệ cha ban. Câu 129. Về nhiều tội lỗi khác linh mục xấu phạm vì kiêu ngạo và tự ái. Tất cả những gì cha đã nói với con là để con khóc lóc thảm thiết hơn về sự mù quáng của những linh mục tội lỗi đó, như cha đã tỏ cho con thấy tình trạng đáng phải tiêu diệt của họ, và cũng để con hiểu biết rõ hơn về lòng thương xót của cha, hầu tin tưởng nhiều hơn vào tình yêu của cha, cầu nguyện cách vững tin hơn cho các thừa tác viên phản bội ấy và cho toàn thể thế giới. Con càng dâng lên cha những ước nguyện đau thương và lời cầu nguyện thiết tha cho họ, con càng tỏ rõ lòng mến yêu cha, con cũng như các tôi tá khác của cha. Các con không thể làm ích gì cho bản thân cha, nhưng các con phục vụ cha bằng cách làm ơn ích trong những con người bất trung đó. Các con có thể làm ơn ích cho họ. Cha sẽ để các con gây sức ép cha qua những ước ao thánh thiện, những nước mắt và những lời cầu nguyện, và cha sẽ động lòng thương xót hiền thê của con cha bằng một cuộc cải cách hội thánh cha qua những mục tử tốt lành và thánh thiện. Sự hiện diện của các mục tử tốt lành sẽ tự động dẫn tới sự cải thiện của nhiều người. Chính những mục tử xấu là nguyên nhân của hầu hết mọi tội lỗi của giáo dân sa phạm. Nếu các mục tử sửa mình, nếu người dân thấy sáng rực nơi họ viên ngọc của đức công chính
bằng đời sống tốt lành và thánh thiện. Cộng đồng giáo dân đã không như hiện nay. Còn có biết hậu quả của mọi xáo trộn bất an này không? Đó là vì người này theo vết chân người kia. Tại sao bề dưới không vâng phục? Bởi vì bề trên khi còn là bề dưới đã không vâng phục bề trên của mình. Nay họ phải đón nhận những gì họ đã làm. Xưa kia họ là một bề dưới xấu, thì nay là một bề trên tồi tệ. Căn nguyên của tất cả những tội lỗi này và nhiều tội lỗi khác đều bởi kiêu ngạo, mà kiêu ngạo là do tự ái. Họ dốt nát và kiêu căng khi còn là bề dưới, nay càng dốt nát và kiêu căng hơn khi làm bề trên, làm chủ chăn có chức tước. Sự ngu dốt của họ lớn lao và sự mù quáng của họ sâu đậm, đến nỗi họ phong chức linh mục cho một kẻ dốt nát, không biết đọc cho đúng, không biết gì về chức năng của linh mục, thiếu khả năng hiểu biết, đến nỗi không hiểu cả ngôn thức của các bí tích. Một linh mục như thế được truyền chức thánh trong những điều kiện như vậy sẽ có nguy cơ phạm thứ tội mà nhiều kẻ khác phạm vì gian dối, nghĩa là giả đò truyền phép thánh thể mà sự thật không truyền phép. Các chủ chăn buộc phải chọn những người trưởng thành, có nhân đức vững vàng, có học thức, hiểu rõ những ngôn thức cùng những nghi lễ của tác vụ thánh.